Hello mọi người, hôm nay là chiều thứ hai, cỡ 4 giờ chiều á. Chỗ này đẹp lắm, dễ thương lắm, cho nên là mình quẹo vô mình đi cà phê ở trong đây. Mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái quán cà phê mà hôm nay mình đi nha. Ôi trời, ai vậy ta? Leo đẹp trai vô địch khắp vũ trụ. Oh my. Hi. Chị thích cái clip mà em review mấy cái về cái gì mà giấy gì đó, nhạy cảm á. Ờ gớm không trời, em bố nó đang ăn cơm luôn á, ghê. Biết hành động nhạy cảm. Ok, rất vui được gặp em nha, chúc em thành công và có nhiều sức khỏe, vui vẻ. Giờ đi kiếm chỗ ngồi nha, coi có chỗ ngồi nào. Rồi, có chỗ ngồi rồi. Rồi, nước tới rồi, bây giờ mở ra. Dù là nó ở cuối góc của cái tòa nhà nhưng mà rất là thoáng, cái bài trí nó cũng thoải mái, dễ thương, nhỏ nhắn, và đặc biệt là cũng có bán sandwich nữa. Cho nên là nếu mà mọi người ngồi ở đây làm việc hay là hẹn với các bạn nói chuyện tâm sự gì đó, ở đây là phù hợp để mà chúng ta có thể tâm sự nè. Rồi trong lúc mà ngồi lâu mà đói bụng á thì có thể ra mua bánh sandwich ở ngoài kia ăn. Bây giờ rồi, bây giờ là hẹn bạn đi ăn tối. Một ngày vất vả dễ sợ luôn. Các bạn coi cái clip này các bạn thấy đẹp không? Thấy thích không? Nếu mà thấy đẹp thấy thích thì để lại comment ở dưới cho mình nha. Rồi mình sẽ cố gắng làm những cái clip tương tự giống như vậy để cho mọi người xem. Rồi với lại nhớ là bấm subscribe, share với lại like giùm nha. Rồi chúc các bạn một ngày tốt lành. Hẹn gặp lại nhau clip sau ha. Bây giờ chuẩn bị đi nhưng mà phải uống thuốc mà. Thuốc. Mọi người giữ gìn sức khỏe và đừng có bị bệnh giống như tôi nha. Bị bệnh là không có vui đâu, đi chơi mà bị bệnh không có vui đâu. Rồi.